Xin chào tất cả các mẹ, hôm nay chúng ta được gặp nhau trong chương trình Hãy để Kid Blanza giúp bạn. Các mẹ thân mến, đối với các trẻ từ 0 tới 18 tháng tuổi, việc sử dụng pin ngậm có rất nhiều lợi ích khác nhau, sẽ giúp bé không còn quấy khóc và quấy nhiễu, đồng thời giúp bé có thể thoải mái hơn và ngủ ngon hơn. Ngoài ra thì khi sử dụng pin ngậm cho bé khi ngủ cũng giúp tránh một số tình trạng như là đột tử, rất là không tốt đối với sức khỏe của bé. Vì vậy, việc lựa chọn cho bé một chiếc pin ngậm là điều rất cần thiết. Hôm nay Kid Blanza sẽ giới thiệu tới các mẹ dòng sản phẩm pin ngậm của thương hiệu Dr. Brown, một trong những thương hiệu uy tín tại Mỹ hiện nay. Đây cũng là một trong những dòng sản phẩm được các bác sĩ cũng như là các chuyên gia y tế khuyên dùng ạ. Với chiếc, các mẹ có thể nhìn thấy trên tay tôi, đây là chiếc pin ngậm của thương hiệu Dr. Brown. Mẹ có thể lựa chọn phù hợp theo từng độ tuổi của con. Trên tay tôi đây là chiếc pin ngậm dành cho các bé từ 0 tới 6 tháng tuổi ạ. Đây là chiếc pin ngậm được thiết kế với màu hồng rất là đáng yêu. Phần núm ti được làm bằng chất liệu silicone rất là mềm mại, tạo cảm giác thoải mái cho bé mỗi khi bé ngậm núm ti. Phần quay cầm rất là tiện lợi, giúp bé có thể cầm một cách dễ dàng hơn. Phần phía trên có in những hình thú rất là ngộ nghĩnh đáng yêu. Đồng thời với chất liệu này không chứa chất PVA độc hại nên mẹ có thể hoàn toàn yên tâm ạ. Với các bé từ 6 tới 18 tháng tuổi thì mẹ có thể lựa chọn dòng sản phẩm level 2 của thương hiệu Dr. Brown với màu xanh rất là đáng yêu dành cho các bé. Với loại núm ti này thì mẹ có thể sử dụng cho bé mỗi khi bé quấy khóc thì mẹ có thể cho bé ngậm núm ti. Với chiếc núm ti thương hiệu Dr. Brown thì mẹ lưu ý khi mỗi khi cho bé ngậm ti thì mẹ cần tiệt trùng trước núm ti này bằng cách có thể sử dụng nước tiệt trùng Dr. Brown chuyên dụng hoặc là có thể sử dụng máy tiệt trùng. Ngoài ra thì mẹ cũng có thể tiệt trùng bằng nước đun sôi để đun sôi trong khoảng 3 phút để đảm bảo an toàn vệ sinh nhất. Mẹ cũng lưu ý là khi núm ti bị rách hay là bị bé cắn nát thì mẹ cũng cần thay núm ti cho bé ngay. Với khi sử dụng khoảng 1 đến 2 tháng thì mẹ cũng nên thay núm ti một lần. Với dòng sản phẩm núm ti này thì mẹ không nên sử dụng trong phòng vi sóng. Với dòng sản phẩm núm ti của thương hiệu Dr. Brown, một trong những thương hiệu rất là an toàn và uy tín, thì chắc chắn mẹ có thể hoàn toàn yên tâm về sức khỏe của con. Hiện sản phẩm đang được bày bán rộng rãi trên tất cả các cửa hàng hệ thống Kid Blanza. Mẹ có thể truy cập vào website kidblanza.vn hoặc gọi điện từ số hotline 1900 6090 để được hỗ trợ tư vấn và đặt hàng một cách tốt nhất. Kid Blanza xin cảm ơn mẹ và lại các mẹ.